Hôm nay là gần đến Noel rồi nha các bạn. Hôm nay đi xem bạn Sunny. Hôm nay bạn Sunny đang làm gì đây này? Sunny có đang làm gì vậy con? Con đang tô màu hả? Tô màu làm chi? Tô màu gì đấy? Con vẽ tranh gì đấy? Để làm gì? Đây là cái gì vậy? Đây là cái gì vậy con? Cái gì? Cái gì? Con đang làm gì đó? Con không biết cái gì đó? Mà chữ không có trời vậy? Cái đó là thư con gửi ra vậy? Cái gì viết chữ có trời? Con đang tập viết hả? Cái gì vậy? Con gửi cho ông già Noel. À, trời ơi, con gửi thư cho ông già Noel để xin quà hả? Đây đây, con đọc thử coi. Con đọc thử cho mẹ coi. Con gửi cái gì vậy? Trời ơi, con còn viết thiệp, vẽ thiệp nữa hả? Đây này coi coi. Cha với ta, bạn đi hai với ta. Rồi, bạn đi đọc cho mẹ với các bạn nghe coi nào. Kính gửi ông già Noel, con là Nguyễn Thanh Ngọc Ân, lớp 1 trường tiểu học Nhật Tân. Con xin ông già Noel cho con cây kèn có nhiều mức bánh. Con hứa sẽ luôn chăm học, ăn giỏi, vâng lời ba mẹ. Vâng lời ba mẹ rồi đến thương thương em giáo. Con xin cảm ơn ông già Noel hết rồi. À, rồi tí nữa con đi gửi thư đấy hả? Hay sao? Hay con để đây để ông già Noel tự tới đọc luôn hả? Dạ phải. Rồi con đi vẽ cây thông Noel đó hả? Dạ. Còn cái chữ gì nữa con? Merry Christmas. Còn cái số gì dưới à? 2018. Hai người tuyết luôn hả? Dạ. Trời ơi, là cái thân Noel có sao luôn. Trời, bạn đi viết thư cho ông già Noel. Xin mẹ không biết ông già Noel có cho không đây nhỉ? Hy vọng là ông già Noel sẽ cho con quà đúng không? Dạ. À, con quên tô ngôi sao á hả? Dạ hả, bây giờ con tô ngôi sao biết. Lúc con đưa cho ba chụp hình. Đây là phòng bạn Sunny. Sunny sáng dậy đến răng con. Đến răng con chứ đến răng hả? Con ngồi đây làm gì đó? Con nhớ con ở trên đây mà sao nó ở đây? Cái gì? Cái cuốn sổ của con đó hả? Cái sổ gì vậy? Hello Kitty. À, sổ con làm hả? Ừ. Con để ở đâu? Con để ở trên, mà sao ai để ở dưới? Vậy hả? Ai vậy ta? Mẹ đâu có biết đâu. Chắc ai để nhầm ở dưới với các em quá à. Em phá em để nhầm ở dưới quá. Ủa như vậy còn mày là ấy rồi. Cái gì vậy? Chắc tờ giấy ai kẹp đó hả em hả? Tờ giấy gì vậy hả? Quá trời luôn nè. Ở bên ngoài ghi gì vậy? Thư từ ông già Noel. Trời, thư ông già Noel gửi cho hả? Sao ông gửi thư đâu mà không có quà ta? Gửi đến bé Nguyễn Thanh Ngọc Hân. Trời ơi, không biết thư cho con luôn hả? Ngạc nhiên vậy. Ta là ông già Noel. Xin chào cháu Ngọc Sinh đi, ta đến nhà lúc cháu còn đang ngủ. À. Ta để quà. À, có quà kìa. Cháu bên cạnh những người bạn yêu quý của cháu. Bạn yêu quý là ai ta? Nên làm gì có bạn yêu quý nào? Bạn yêu quý ở lớp chứ. Là mẹ ông để ở lớp hả ta?
đâu biết đâu. Đọc tiếp đi con. Nhưng mà con không hiểu này là gì hết mà. À, đâu, con đọc thử ra. Cái này là cái gì? Cháu. Chữ cháu. Cháu hãy tìm nhé. Ừ. Trong năm nay ta thấy cháu. Con bật đèn lên cho nó sáng. Như vậy đọc. Học tốt. Xin đi mới học lớp 1 thôi nên đọc còn hơi chậm nha các bạn. Không hiểu chữ này. Đâu, con không hiểu chữ nào nữa. Tuy nhiên cháu cần. Bé Xin đi nhận được thư từ ông già Noel. Lúc bé Xin đi vừa ngủ dậy đi qua thấy thư của ông già Noel kẹp ở đâu vậy con? Kẹp ở cuốn sổ hả? Cuốn sổ của con hả? Không, cuốn sổ của con đâu? Hồi nãy nó kẹp như thế nào? Đây là một cuốn sổ bé Sunny tự nàng làm, cuốn sổ Hello Kitty không con? Đó, thấy thư của ông già Noel kẹp ở ngay cuốn sổ. Rồi bé Sunny đọc cho mẹ là gửi thư của ông già Noel nói gì ạ? Thư từ ông già Noel gửi đến bé Nguyễn Thanh Ngọc Hân. Ôi trời ơi, ông già Noel như vậy luôn hả? Ta là ông già Noel. Xin chào cháu Ngọc Hân Sunny. Ta đến nhà lúc cháu còn đang ngủ nên ta để quạt của cháu bên cạnh những người bạn yêu quý của cháu. Cháu hãy tìm nhé. Trong năm nay ta thấy học tốt. Thấy gì? Học tốt. Thấy gì? Con đọc phải đọc đúng đó. Thấy gì? Học tốt đó. Thấy hả? Thấy ai? Thấy. Thấy gì? Thấy gì? Thấy gì đây? Thấy gì? Gì? Cháu. À. Tiếp. Rồi. Đúng rồi. Không cần được học tốt. Là sao nữa? Chụp hình đi. Mà chụp hình đi. Chụp hình đi. Cháu cho hình cho chị. Đập tăng lên nào. Để con chạy. Ừ. Con trong trượt nhiều ghế. Trượt nhiều ghế mà. Ông già nó ôm dặn gì nè con? Ừ, được rồi. Mẹ. Để đọc hết đi rồi. Gửi ông già Noel xem ông già Noel có xem bạn Sunny có đọc hết thư không nè. Hết thư. Mẹ ơi. Rồi. Hai sẽ thổi kèn do ông già Noel tặng. Đây là cái kèn mà bạn Sunny được ông già Noel tặng cho khi mà bạn Sunny viết thư xin ông già Noel. Đúng rồi. Đúng rồi hả? Cảm ơn ông già Noel. Cảm ơn ông già Noel.